Dù đã cảnh báo rất nhiều lần và cũng nhiều cá nhân bị xử phạt, nhưng nhiều người vẫn thường xuyên lên mạng xã hội đưa những thông tin gây sốc, thậm chí là chửi bới, lời nói không được lịch sự, nhiều khi đụng chạm tới nhiều người đang ngày đêm vì nhân dân căng mình chống dịch, gây hậu quả đáng tiếc. Đặc biệt là trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, dễ gây tâm lý hoang mang cho người dân. Liên quan đến vấn nạn này, chiều 30 tháng 7, Công an thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đã xử phạt một đối tượng ngụ tại địa phương do có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Cách đây không lâu, Nguyễn Văn Tươi, sinh năm 1988, trú phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội Facebook cá nhân của Tươi, đăng tải thông tin có nội dung, ở khu cách ly, không có gì để ăn, sao không có ai cho đồ ăn vậy? Cùng với những lời lẽ, thô tục xúc phạm các tổ chức cá nhân, làm việc với cơ quan công an, Tươi thừa nhận hành vi đăng tin sai sự thật, bản thân không bị cách ly tại nơi cách ly y tế tập trung, do xem các thông tin đăng tải trên các trang mạng không chính thống, từ đó thiếu suy nghĩ, dẫn đến hành vi nông nổi. Ngoài ra, Tươi cũng tự gỡ bỏ các thông tin sai sự thật đã đăng và đính chính xin lỗi công khai trên tài khoản Facebook cá nhân và bị phạt số tiền 5 triệu đồng.